Alo, xin chào anh em. Đã lâu không quảng cáo home vì mình bị bận một tuần mới về đây. Anh em thấy không? Hàng lúc nào cũng có nhá. Mình bận nhưng mà vẫn có người nhà làm cho. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Hôm nay mình về thì mình tiếp tục review cho anh em xem. Đây là những cái siêu phẩm home 60 anh em nhá. Là một tre già nhá. Đấy, là một tre già rất là đẹp luôn. Anh em xem mê luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Là một tre già rất là chuẩn luôn. À, cái ống 60 này thì anh em bỏ vào ống nhựa PC 60 nhá. Đấy, cắt độ khoảng 1 mét đến 8 hoặc 80 phân. Rồi lắp cái hom này vào ống này. Và các bạn nhớ mua loại ống rẻ rẻ tiền ấy, đừng có mua ống dày. Mua ống dày nó vừa tốn tiền này này nó không được nở lắm. Nó không khít. Còn cái ống này mà vào cái ống vừa vừa ống rẻ tiền cái là nó khít luôn. Không cần que cài luôn các bạn. 100 cái giống như 100 các bạn nhé. Làm đều ráp ráp luôn. Đấy. Và lươn vào thì khoảng 1 cân đổ lại các bạn nhé. Lươn to là 1 cân vào thoải mái. Đây, thấy không? Cái tre mình làm bằng chẻ lột các bạn nhé. Tre già và chẻ lột nhé. Đấy. Từ ngoài lớp cật vào là lấy 3 thanh nhá các bạn. Đấy. Đó, nó là già, thế là chắc chắn. Đấy. Nên là anh em cứ thoải mái, hàng của mình là lướt nhảy lắm. Rất nhảy luôn. Đấy. Anh em thấy hay thì ủng hộ mình nhá. Có thể đặt hàng trực tiếp trên hoặc là kết bạn Zalo với mình. Rồi, xin chào anh em. Cảm ơn anh em.